Sau khi khai thác từ mỏ đất tại thôn Trung Xuân, xã Mỹ Chánh, đoàn xe tải mang logo Hưng Việt chở vật liệu xây dựng phục vụ thi công dự án đường ven biển đại náo trên tuyến đường nông thôn ở xã Mỹ Chánh, Mỹ Thành. Mỗi khi đoàn xe ben này đi qua, người dân phải tấp vào lề đường vì sự nguy hiểm của xe và phải hứng chịu trận bụi kinh hoàng. Theo phản ánh của người dân, những hung thần này hoạt động rầm rộ, công khai giữa ban ngày nhưng thiếu vắng lực lượng chức năng như cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông. Ông Võ Trọng Có, Phó trưởng Công an huyện Phú Mỹ thừa nhận đã nhận được những phản ánh bức xúc của người dân về tình trạng xe tải logo Hưng Việt chở đất vi phạm, ngang nhiên hoạt động trên đường. Lãnh đạo Công an huyện Phú Mỹ cho rằng do Covid-19 nên lực lượng cảnh sát giao thông phải trực chốt. Sau khi nghe phản ánh, Công an huyện đã báo cáo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phú Mỹ Lê Văn Lịch và bố trí lực lượng cảnh sát giao thông xử lý xe tải vi phạm trên địa bàn. Trong khi đó, ông Nguyễn Quả, Chánh thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Định cho biết, thực trạng này còn có trách nhiệm của Ban Quản lý Dự án Giao thông tỉnh trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định, chủ đầu tư dự án đường ven biển. Phải có tư vấn giám sát phối hợp kiểm soát và yêu cầu đơn vị thi công cam kết không được vi phạm trên đường. Tuy nhiên, do phải trực Covid-19, lực lượng thanh tra giao thông rất mỏng nên chưa thể bố trí để xử lý. Sắp tới, thanh tra sẽ phối hợp với cơ quan có trách nhiệm xử lý nghiêm ở những điểm nóng xe tải vi phạm. Tuyến đường đi qua xã Mỹ Chánh, Mỹ Thành, huyện Phú Mỹ đang ở trong tình trạng hỏng hóc nghiêm trọng, mặt đường bị bong chóc, lồi lõm vì gồng gánh xe quá tải. Trên thực tế, lâu nay thực trạng xe quá tải, xe ben chở vật liệu san lấp, vi phạm trên đường đang là vấn đề âm ỉ dư luận tại Bình Định, bởi lực lượng xử lý, cơ quan có trách nhiệm ở tỉnh này chưa vào cuộc đồng bộ để xử lý được gốc gác vấn đề. Trước đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long từng giao Sở Giao thông Vận tải, Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng chủ động tăng cường tuần tra kiểm soát, khép kín để xử lý và chịu trách nhiệm về tình hình hoạt động của các phương tiện quá tải trọng tại địa bàn được giao phụ trách. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân các địa phương cũng không được đứng ngoài cuộc trong việc xử lý vấn nạn này. Trước đó, vào tháng 7 năm 2021, Báo Dân Việt cũng đã có bài viết phản ánh đoàn xe tải logo Hưng Việt sau khi lấy đất khai thác trái phép tại phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn. Đã 2 tháng xảy ra vụ việc, tuy nhiên, lãnh đạo Phòng Tài nguyên Môi trường thành phố Quy Nhơn cho biết, đến nay do dịch Covid-19, nên đơn vị này vẫn chưa làm việc được với công ty trách nhiệm hữu hạn Ecohome Nhân Bình để làm rõ trách nhiệm lấy đất trái phép thi công dự án nhà ở xã hội Ecohome Nhân Bình.